Hello mọi người. Trời ơi mọi người ơi, mới sáng sớm mà mấy đứa nó bu rất là đông luôn các bạn. Nó cứ hỏi là anh Thịnh có quay chưa cho em lên TV với. Quay rồi, đây quay rồi mấy ông bà già ơi, tôi quay rồi này. Rồi, hôm nay là ngày 14, 2 ngày nữa là game sẽ cập nhật nha các bạn. Không gì không cá mới quá đó các bạn thấy không? Cá thần bí băng, cá băng thần bí nha các bạn, thì đó là một loại cá mới nha. Ngoài ra thì ngày hôm nay thì mình có phát hiện thêm nữa. Đây mình cho các bạn xem để mình coi thử là mình có xem được không nha. Các bạn sẽ vào phần thông tin xác suất, hình như là các bạn sẽ gặp thêm một cái hộp quà mới đúng không ta? Thì mình kéo xuống là mình có thấy một cái hộp mới các bạn, nhưng mà mình không biết cái hộp ở đâu mất tiêu rồi. Đây thì các bạn vào phần tin tức này thì mọi người sẽ thấy đây 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 chính lỗ các bạn ơi. Hôm qua mình sorry các bạn nha, là hôm qua là mình đọc nhầm về cái chiếc xe thỏ các bạn, thì hình như là mèo chứ không phải là thỏ các bạn ơi. Để mình coi thử coi ở trong cái hộp mới này. Đây là cái hộp bốc thăm hộp mèo nha các bạn ơi. Ở trong này thì nó có một cái đèn tường mèo, một cái bàn mèo, một cái bảng đèn neon, một cái ghế, một cái cửa hàng rau cá, một cái hàng rau cá, hai cái khối nữa các bạn. Nhưng mà rất là tiếc là cái xe mèo nó không nằm trong này các bạn. Vậy mà ngày hôm qua là mình bảo xe thỏ là mình nói nhầm nha các bạn. Mình nhìn nó giống thỏ y chang luôn mọi người. Rồi như vậy thì cái hộp quà mới bé khủng long nó cũng đã cập nhật trở lại rồi. Mà riêng cái hộp này là cái hộp mà trước giờ mình mở chưa bao giờ ra được các bạn. Cái hộp này là cái hộp đầu tiên, một trong những hộp đầu tiên mà lúc game mới ra nha các bạn. Nói chung là nó ra lâu các bạn, hơn một năm rồi á. Nhưng mà thật sự là mình chưa có ra được cái đồ này các bạn. Không hiểu sao nha, mấy đồ khác mình mở hộp nào nó cũng ra hết, nhưng mà duy nhất có mỗi cái hộp khủng long xanh á là mỗi lần mình mở thì không bao giờ ra trúng nha mọi người. Rồi cũng không ra luôn. Này trời ơi, sao đơ rồi. Trời ơi, anh đang đọc tin tức em ơi. Anh đang đọc tin mới khổ ghê mấy bạn ơi. Mấy đứa nó cứ bảo mình là mình có làm cái trò gì cho nó xem không, hay là có quay hay là có chơi gì không cho mấy đứa nó chơi với để nó lên TV các bạn. Khổ ghê các bạn. Hôm nay hình như là các bạn thi xong rồi đúng không? Thì chúc các bạn 10 điểm hết nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đọc về tin tức cập nhật của ngày 16. Hôm qua thì mình chưa có xem nha các bạn. Mình sẽ xem thử là cập nhật những gì ta. Và mình có nghe nói là đợt này rất là nhiều đồ free luôn các bạn. Đầu tiên lại chào mừng các bạn đến với cái sự kiện năm mới, sự kiện mèo thỏ nha các bạn. Tại vì năm tới là năm con mèo, thế nên là các bạn sẽ có một cái sự kiện mèo nha, cày xu của mèo luôn. Thì ba anh em nhà thỏ và tiểu miêu tìm đến Plaza đảo Kaya nhân dịp 2023 các bạn. Các bạn lưu ý nha, là ba anh em nha, thỏ và mèo nha các bạn. Thì ở trong đây thì ai là thỏ ai là mèo thì mình cũng chả phân biệt được các bạn, nhìn nó giống y chang nhau luôn. Bạn có thể tiến hành các nhiệm vụ đặc biệt bằng cách là các bạn nói chuyện với lại NPC mới. Là ở đây thì có 3 ông NPC các bạn, Biz Cotton và Little Cotton và Tiny Cotton các bạn. Thì hãy hoàn thành các nhiệm vụ của thỏ và tiểu miêu để các bạn nhận một cái xu mới. Xu này là xu chăn thú nha các bạn. Xu này mình nghĩ là các bạn sẽ cày xuyên dịp Tết luôn, cho nên là các bạn Tết này các bạn cũng rảnh rồi, mình nghĩ là các bạn sẽ có thời gian các bạn cày. Rồi về phần xu chăn thú thì các bạn có thể là đổi được nhiều vật phẩm của thỏ và tiểu miêu đa dạng trong cửa hàng chơi đồ hàng của thỏ Úc. Và nhớ đừng bỏ lỡ phần thưởng trao đổi xe cà rốt. Đấy các bạn thấy không, cái phần thưởng cuối cùng là cái phần thưởng xe cà rốt nha. Đây các bạn coi nè, mình bấm vào mình xem không được ta. Đây đó, thì đây là tổng hộp những cái đồ nội thất trong cái đợt sự kiện sắp tới đây. Thì có nguyên một cái set đồ của cà rốt nè. Phía đằng sau là có xe cà rốt các bạn. Cái xe này thì chở được 2 người và rất là to nha. Và cái điều đặc biệt hơn nữa đó chính là cái tay cầm phương miện, à lộn, cái tay cầm cúp quán quân nha các bạn. Cúp vàng nha. Cúp này là cái tay cầm mới nha các bạn. Mình nghĩ là nằm ở trong phần đổi luôn, nên là các bạn yên tâm. Rồi điều đặc biệt hơn nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái bảng điểm danh cũ và chúng ta sẽ có thêm một cái bảng điểm danh mới. Nhưng mà cái lần này mình thấy nó lại tặng tiền các bạn. Nhưng mà tiền này là tiền 2023 nha, có nghĩa là 2023 tiền sau. Giá như mà nó là kim cương các bạn nhé. Rồi chỉ cần điểm danh là các bạn có thể nhận được mấy cái này thôi. Để mình kích vào mình xem thử là trong này có gì mới ta. Thì mình thấy nó có một cái ba lô mèo này các bạn, ba lô mèo nha. Cái tay cầm cà rốt nè, xong rồi một cái mũ nữa này các bạn. Dễ thôi các bạn ơi. Còn một cái bảng điểm danh, à cái bảng nhiệm vụ xu bên dưới thì không nói rồi. Rồi ngoài ra có cả thú cưng. À cái thú cưng là những con thú mà hôm trước mình có làm clip mình review cho các bạn xem á, những cái con thú mới á. Thì đây các bạn, đây là những cái con thú mới nha. Những con thú này thì nó sẽ có ngoại hình ví dụ như là có một cái bông hoa mai nè, cà rốt nè, cá phía sau nè, nhìn nó đẹp hơn những con thú cũ nha mọi người ơi. Rồi tiếp tục nữa là mình thấy có nhiều điều hay lắm các bạn. Hôm nay chơi trò đóng vai gì đây nhỉ, thì sẽ thêm một cái hệ thống tương tác ở khu trung tâm. Hôm nay ta làm cảnh sát, ngày mai ta lại làm bác sĩ, ngày mốt ta làm ăn cướp. Ở các tương tác mới giúp bạn có thể chơi đóng vai. Ủa
Khoan, rồi. À, rồi, là có nghĩa là các bạn có thể chọn một cái tương tác, chọn một cái nhân vật bất kỳ trong cái khu trung tâm luôn hả? Ôi, nếu bạn muốn đóng kịch làm bác sĩ hay y tá thì các bạn hãy ghé thăm bệnh viện ở khu trung tâm. Wow, ngoài ra thì các tương tác còn được thêm vào trong các khu như là đồn cảnh sát, khách sạn. Ôi, khách sạn các bạn, khách sạn nha. Và nhiều địa điểm khác nhau trên đường phố khu trung tâm nữa. Có nghĩa là mình có thể làm được bác sĩ này, mình có thể làm được tù nhân, mình có thể làm được cai ngục luôn. Mà mình đóng vai như vậy thì mình có quyền mình bắt người ta được, đúng không mọi người? Mình thấy cái này cũng hay nha, nhưng mà mình chưa biết cụ thể nó hoạt động như thế nào. Rồi, và cái điều hay nữa đó chính là cái hình thức xem bói các bạn. Cái này thì mình chưa có nghe bao giờ các bạn, lần đầu tiên mình xem luôn. Bạn có thể xem được vận số của mình tại cái lều này nha các bạn, đây lều mới nha. Thì các bạn sẽ xem cái vận số của mọi người tại đây. Thì khi nói chuyện với người vừa đến đảo cây A là ACA gì đó, thì bạn có thể xem ba loại thẻ bói là hình ảnh của bản thân, vận tình duyên và tài vận. Wow, ba cái nha. Ngoài ra thì các bạn có thể bóc quẻ bói xem vận của ngày hôm nay thông qua đồ nội thất, máy bói toán. Ủa, cái đồ nội thất này hình như là nó nằm ở đâu vậy các bạn? Nếu như mình có cái máy này mình bỏ trong nhà thì các bạn có thể xem đã đề cập máy bói toán được bán trong điện thoại. À, được bán các bạn ơi, được bán trong cửa hàng nội thất mới nha. Rồi tiếp tục nữa, đó chính là giới hạn mua. Cái quan trọng nhất đó chính là cá mới các bạn. Đây là những cái con cá băng mới nha mọi người ơi. Và nếu như các bạn hoàn thành bộ sưu tập cá mùa đông. Ấy các bạn lưu ý nha. À, cập nhật thành tích nhận cá mới. Khi mà các bạn có đủ cái bộ sưu tập cá băng thì các bạn có thể nhận được một cái bể cá băng đặc biệt. Wow, như vậy là đợt này các bạn bắt buộc phải đi câu nha. Câu full cá thì các bạn mới nhận được cái bể băng nha các bạn. Vì vậy hãy nhớ kiểm tra ngay nhé. Rồi, tiếp tục nữa là thêm các cái loại mũ mới các bạn. Đây là những cái loại mũ mới nha. Đây các bạn coi nè, những mũ mới nè. Mũ này mình nghĩ chắc nó cũng rẻ thôi các bạn ơi, tầm khoảng 2k tiền sao, 3k tiền sao thôi. Rồi, một lần nữa lễ hội âm nhạc. Wow, như vậy là tổng hợp những cái điều mới nhất cả ca. Mấy đứa đó vẫn đợi mình các bạn, đợi mình review xong cái tin cập nhật mới. Thì sau khi mà các bạn, cái gì vậy? Sau khi mà các bạn xem xong tổng hợp những cái thông tin mà mình vừa điểm qua cho các bạn á, thì các bạn thấy ở trong cái phiên bản 1.55, phiên bản của mèo, thì các bạn thích nhất ở nào? Thì đầu tiên là mình thích nhất về cái phần đó chính là, đó chính là free các bạn, nhận đồ free các bạn ơi. Nhận đồ free ai mà lại không thích các bạn. Cày su mèo nè, được Tết này chúng ta có một cái nhiệm vụ cày su rồi. Thứ hai nữa là có thời gian để đi câu luôn. Nhưng mà rất là tiếc là cái cần câu nó không có mở bán lại nha. Bạn nào buồn thì cũng chịu nha, cần câu không có mở bán lại nữa nha các bạn. Cho nên là bạn nào mà chưa đổi được hay là chưa có cần ngon thì các bạn chịu khó các bạn mua mấy cái cần 200 kim cương gì đó các bạn. Các bạn mua cần kim cương cũng được nha mọi người, không sao hết. Còn cái cần kia nếu như mà nó có bán lại thì chắc chắn là mình sẽ... Ê, cái gì gọi anh làm gì em ơi, anh ăn review ơi. 1k 690 tiền. À, mình còn cái nhiệm vụ nữa nhưng mình chưa có làm các bạn ơi. Mình chưa làm. Nhưng mà hôm nay hình như là hạn chót. À đâu, hôm nay với ngày mai là hạn chót của cái sự kiện này rồi. Cho nên là bạn nào không đổi thì nên đổi nha. Đây, mình sẽ đổi luôn các bạn, đổi luôn đi. Dù gì ngày mai nó cũng hết rồi các bạn. Đâu, cái này nữa đi, đổi luôn các bạn, đổi luôn đi. Đó, wow, quá đẹp luôn các bạn ơi. Và các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh. Theo dõi kênh mới của mình là kênh Thịnh Roblox nha các bạn. Cái kênh đó thì mình sẽ làm về game Roblox nha các bạn. Rất là hay luôn, dạo gần đây các bạn thích kiểu gì nữa. Thích quá, tới nơi là mình phải chiều các bạn, mình làm luôn cái game đó các bạn. Và tự nhiên mình tưởng đâu là mình cũng không thích lắm, mình chiều các bạn thôi, ai về mình chơi xong mình nghiện nữa các bạn. Mình cũng bị nghiện nha mọi người ơi. Nói chung là nó sưu tầm đồ hiếm hiếm gì, nói chung cũng đã các bạn, thích lắm.